Ngày 16 tháng 11, nhiều người lan truyền hình ảnh kèm theo thông tin biển số ô tô 30H99999 được một người bấm trúng tại Công an huyện Phú Xuyên, Công an thành phố Hà Nội. Trả lời báo chí, chị HM, chủ phương tiện cho biết, sáng ngày 16 tháng 11, chị đi đăng ký ô tô tại Công an huyện Phú Xuyên và bấm được biển số 30H99999. Chiếc xe đăng ký mang nhãn hiệu Kia Morning 1.2AT, sản xuất năm 2022. Chị M cho biết khi bấm được biển số ngũ quý 9, bản thân cũng bất ngờ. Khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, đã có nhiều người ngỏ ý mua lại xe với giá cao nhưng chị sẽ không bán. Bên cạnh đó, người phụ nữ cũng tỏ ra bất ngờ khi có quá nhiều cuộc gọi đến để hỏi mua xe. Chị cũng cho biết thêm sẽ để máy ở chế độ không làm phiền trong một khoảng thời gian để tránh các cuộc gọi tương tự. Được biết, trên thị trường, mẫu xe Kia Morning hiện có giá lăn bánh khoảng 450 đến 520 triệu đồng tùy phiên bản. Trước đó, ngày 11 tháng 11, tại Công an quận Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội, một người phụ nữ cũng đã bấm được biển số xe 29C1-99999 cho chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way Alpha, sản xuất năm 2022. Ngay sau đó, hình ảnh biển số này đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội và săn lùng. Thậm chí có người còn công khai trả giá 1,688 tỷ đồng cho chiếc xe trên. Trong đó, khi giá lăn bánh của mẫu xe Honda Way Alpha 110 là 21 đến 23 triệu đồng tùy phiên bản.